Dạ, em mới chào tất cả các cô chú anh chị gần xa đang xem kênh anh LTK Bonsai. Hôm nay em có về một số hoa giấy muốn giao lưu với tất cả các cô chú anh chị, như là hoa giấy ngũ sắc, hoa giấy đỏ lửa, Ấn Độ, tím bướm, gốc bonsai, nhiều loại giống giấy mới đẹp ha. Địa chỉ của em là em ở Lai Dung, Đồng Tháp, quốc lộ 80, số điện thoại liên hệ của em là 0706 961 085, cũng như là số Zalo ạ. Rồi đầu tiên thì em vô cây số 1 là cây đỏ Thái. Ủa, cây năm màu Thái, ngũ sắc. Đầu tiên thì là màu vàng, màu hồng sắc pháo, màu cam, màu đỏ, màu trắng phớt hồng. Năm màu hết cô chú anh chị, gực gỡ ha. Phơm tàn rất là xum xê. Đế này cũng đế sổ luôn ha. Gốc rất là đặc luôn. Cây này có nó chấp da từ nhỏ nhưng mà rất cứng, không sao hết cô chú anh chị. Củ rất là đặc luôn, cây rất là già cây rồi. Rồi mã số 1, cao 1m2, tán ngang 1m4, hoành 24. Mã số 1 này em cũng xin giao lưu là 750.000. Giá này là giá em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship thì em ship luôn cái chậu. Tiếp theo mã số 2 cũng là một cây ngũ sắc. Ngũ sắc lá Thái thì thường rất là siêu bông nha cô chú anh chị. Bông nó nở quanh năm ha, rất là dễ làm bông ra luôn. Phơm tàn xum xê, nụ búp búp đen lên. Cái tàn này cũng rất là lực luôn ha cô chú anh chị. Bộ đế nè, đế rất là đặc luôn, củ rất là đặc, sạch sẽ ha. Rồi mã số 2, cao 1m4, tán ngang 1m4, hoành 27. Mã số 2 này em cũng xin giao lưu là 850.000. Giá này là giá em cũng bao ship toàn quốc luôn. Khi ship thì em ship luôn cả chậu. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn. Phơm tàn này rất là tròn ha cô chú anh chị, tròn và kính ha. Cây này thì đen lên bút bông rất là nhiều nụ luôn, chưa có gỗ nữa. Phơm tàn rất là dày. Cây thì có lỗi nhỏ trong quá trình vận chuyển xe ha, nó bị chày, em thả tha keo liền da lại rồi. Củ đế rất là sạch. Củ đế rất là đặc nha cô chú anh chị. Củ đế ha, rất là đặc luôn. Đế này đế sổ nha. Độ sổ của nó là 40. Rồi mã số 3, cao 1m5, tán ngang 1m1, hoành 28. Mã số 3 này em cũng xin giao lưu là 900.000. 900.000 là giá em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship, ship luôn cả chậu luôn. Tiếp theo mã số 4. Quá sát, phơm tàn xum xê. Mã số 4 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn. Cây này thì cũng ra cho ra hoa năm màu. Vì mình chơi cái đợt đầu tiên á, nó rụng bông mà mình kê tàn vô bớt, cho phơm tàn nó xum xê, nở đợt bông thứ hai rất là đẹp gộ. Củ đế rất là sạch luôn nha cô chú anh chị. Sạch mà uống lượng ha, đế cũng rất là lực nha. Rồi mã số 4 này cao 1m2, tán ngang 1m4, hoành 24. Mã số 4 này em cũng xin giao lưu là 800.000. 800.000 là giá bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 cũng là một cây giấy ngũ sắc 5 màu. Phơm tàn ngũ sắc bên em thì rất là xum xê ha cô chú anh chị, nó dày. Nhà vườn bên em kê cũng rất là nhiều lần rồi mới được cái phơm tàn như thế này ha. Bông thì đen gỗ ha. Mặt hoa là đủ 5 màu. Đế này là đế sổ, dáng hơi bay luôn ha. Đế rất là sạch. Độ sổ này cũng tầm 30 nha. Rồi mã số 5, cao 1m2, tán ngang 1m4, hoành là 16. Mã số 5 này em cũng xin giao lưu là 700.000. 700.000 là giá em bao ship toàn quốc. Mấy cây ngũ sắc này về thay chậu mình trưng trước nhà rất là đẹp nha cô chú anh chị.
bông gỗ lên rất là đẹp luôn. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn. Đây, cái này cũng 5 mèo. Các mắt ghép thì cũng đã được nối liền lại với nhau. Đế này đế sổ luôn. Đế rất là sạch. Cũ rất là đặc luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 6 này cao 1m4, tay ngang 1m3, 23, hoành là 23 luôn. Rồi mã số 6 này em xin giao lưu là 750.000. Giá này giá em bao ship toàn quốc. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn. Phơm tiền rất là đẹp. Cái này đang lên nụ nè cô chú anh chị, chưa chỗ gỗ nữa. Cây số 7. Cây này thì được tông một cốt hất thành ha. Cụ đế nè cũng rất là đặc luôn ha. Nó chóc da hồi nhỏ nè cô chú anh chị, nhưng mà rất là cứng nha, không vấn đề gì hết. Giấy thì em bao cô chú anh chị trong vòng 2 tháng luôn. Rồi mã số 7 này cao 1m4 tới ngang 1m4, hoành 21. Mã số 7 em cũng xin giao lưu là 800.000. Trong quá trình vận chuyển giấy thì sẽ rụng bông và lá một số nha cô chú anh chị. Nhưng về mình tưới nước đều đặn vô thì rất là mau phát triển lại luôn ha. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn. Cây này thì 4 màu. Màu vàng, màu đỏ, màu hồng sắc pháo, thiếu một màu trắng phớt hồng ha, màu cam. Bông thì cũng đen nở ha cô chú anh chị. Đế này thì là đế cũng rất là sạch nha. Cây nhỏ vậy thôi chứ cây cũng rất là già cây rồi. Rồi mã số 8 này cao 1m3, tán ngang 1m15, hoành 18. Mã số 8 650.000. Giá này giá em cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 cũng là một cây đỏ lửa một cốt hốt hăng nha, tông một cốt hốt hăng. Phơm tàn nha cô chú, chị thấy nó rất là xum xê và kính luôn ha. Nụ thì chưa có nở hết nha, đang làm nụ nè, rất là nhiều bông luôn. Này về mình làm tàn dù rất là đẹp. Cây rất là năng cây ha. Đế nè, đế rất là lực nha cô chú anh chị, củ đặc ha. Đế này rất là lực luôn. Cây này rất là già, chỗ này có mặt cắt này đang kéo da lại nha. Bộ đế ở dưới đây thì rất là sạch luôn. Rồi mã số 9. Cây đỏ lửa này cao 1m6, tán ngang 1m1, hoành 26. Mã số 9 thì em cũng xin giao lưu là 1 triệu. 1 triệu và giá em bao ship toàn quốc. Cây này về mình làm khung tàn dù á, rất là đẹp luôn. Đợt này em về được một cặp luôn. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 cũng là một cây đỏ lửa luôn. Số 9 và số 10 em được một cặp. Cái này cũng là tông một cốt luôn nha cô chú anh chị. Phơm tàn rất là đẹp luôn. Kính nha cô chú anh chị. Nhà vườn bên em kê rất là nhiều đợt rồi mới được cái phơm tàn mà nó dày như thế này. Nguyên một bộ đế nè. Đế thì rất là sạch sẽ ha. Cây rất là già cây rồi. Đây, bộ đế mà hai bàn tay em ôm không giác ha. Cái cũ là 58 nha cô chú anh chị. Đế thì là 62, cũ thì 58. Cây rất là năng cây luôn. Để tông một cốt. Mã số 10 cao 1m6, tay ngang 1m1, hoành 25. Mã số 10 cây này em cũng xin giao lưu là 1.250.000. Giá này là giá em bao ship toàn quốc luôn. Khi ship thì em ship luôn cái chậu như thế này. Tiếp theo mã số 11 là một cây sakura, còn gọi là trắng phớt hồng. Phơm tàn thì rất là xum xê luôn. Rất là dày đặc nha cô chú anh chị. Cây này cây lớn ha. Sakura đợt này em còn một cây này là
là em hết luôn rồi nha cô chú anh chị. Đây, búp nụ lan lên ha. Cây này về làm cái khung á, tiền dù rất là đẹp. Tông này tông một cốt nha. Khó khăn. Đế rất là sập, củ rất là đặc luôn, củ đặc và rất là năng luôn ha. Lớn rồi. Rồi cây size Kuga này cao 1m7, tán ngang 1m3, hoành 24. Mã số 11, em xin giao lưu là 1.150.000. Giá này là giá em bao ship toàn quốc. Cây rất là Sakura, cây này phí rất là cao đó cô chú anh chị. Cây rất là nặng cây. Tiếp theo mã số 12 là một cây ngũ sắc. Ngũ sắc này cũng là tông một cốt luôn ha. Dạ. Cái này là tàn này mới kêu một thôi nha. Bông đen lên. Cái này là được tông một cốt. Thân rất là sạch ha cô chú anh chị. Cái này về mình sang qua chậu giúp em ha. Củ đế cũng rất là lực luôn nè. Đế rất lớn ha. Củ đế sạch sẽ luôn. Rồi mã số 12 cao 1m7, tán ngang 1m2, hoành 20. Mã số 12 750.000. Giá này giá em cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 13 là một cây tím tuyết. Tím tuyết này nó rất là siêu bông luôn. Bông gỗ thì có mùi thơm nhẹ, phơm tàn thì rất là xum xê. Củ đế với đai đế cũng rất là sạch nha cô chú anh chị. Cây rất là gốc, rất là già ha. Uống lượng nè. Rồi mã số 13, cao 90, ngang 90, hoành 25. Mã số 13, 600.000. 600.000 là giá cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 14, 13 và 14 thì em được một cặp tím tiết. Chi đóng cũng rất là đều luôn ha cô chú anh chị. Dáng cây rất là đẹp, cây này là cây lùng lực ha. Phương tàn à. Xum xê luôn. Cây có độ hút thân luôn ha cô chú anh chị. Gốc đế rất là sạch luôn. Củ này rất là già. Rồi mã số 4 này cao 90, ngang 90, hoành 23. Mã số 4 này em cũng xin giao lưu là 650.000. Giá này giá em cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 15. 15 là một cây ngũ sắc. Ngũ sắc này mini á cô chú anh chị. Ngũ sắc nhỏ ha. Cái này cũng đủ 5 màu hết. Cái này đế sổ luôn. Đế sổ, đế rất là sạch. Cao 1m, ngang 1m1, hoành 16. Mã số 15 này em cũng xin giao lưu là 450.000. Giá này là giá em cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 16 cũng là một cây ngũ sắc luôn. Phong tài này rất là tròn đều ha cô chú anh chị. Mặt hoa nó nè. Hoa nó rất là đẹp ha. Ngũ sắc thái thường rất là siêu bông. Cái hoành nhỏ thôi nhưng mà được cái bộ đế rất là quái luôn. Cây này cái gì chứ rất, cũng rất là già cây rồi. Tại hoành nó nhỏ rồi. Cao mét, ngang mét, hoành 14. Mã số 16, 550.000. Giá này giá cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 17 cũng là một cây ngũ sắc luôn. Cây này cây lùng lực. Cây này đang bút bông mà cô chú anh chị. Chưa có gỗ ha. Phơm tàn rất là dày đặc luôn. Gốc thì rất là lùng lực luôn ha. Rồi mã số 17 này cao 1m1, tán ngang 75, hoành 23. Mã số 17 600.000. 600.000 là giá cũng bao ship toàn quốc luôn.
Tiếp theo mã số 18 là một cây ba màu lửa. Những cái màu lửa thường mà bông nó nở nó rất là gỗ ha, đẹp nha cô chú anh chị, rất là sặc sỡ. Tím lửa, đỏ lửa và kem lửa. Phơm tàn thì rất là dày luôn. Cụ đế thì như con thú nằm vậy ha. Đây. Rất là lực luôn nha cô chú anh chị. Đây. Này về cô chú anh chị mình sang qua chậu kiểu mình nâng bộ đế này thêm giúp em ha. Rồi mã số 18 này cao 1m2. Tán ngang của nó là 1m2 luôn, hoành 21, mã số 18 750.000. Giá này giá em cũng bao ship toàn quốc. Tiếp theo mã số 19 là một cây ngũ sắc luôn. Cây này một cốt rất là lực nha cô chú anh chị. Cây rất là năng cây luôn. Cây này mới cây 1 thôi ha. Tàn nó chưa được vậy không? Mới cây 1. Phơm tàn nè. Bông rất cũng là nhiều ha. Một cốt này cũng rất là sạch nha cô chú anh chị. Không có hẻo vết gì hết ha. Nồi đế này là nguyên một nồi đế luôn. Cao 1m3, tán ngang 90, hoành 25, mã số 19 750.000. Giá này giá em cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 20 là một cây Ấn Độ. Ấn Độ này phơm tàn rất là dày nha. Nuôi rất là lâu rồi mới được cái phơm tàn như thế này. Ấn Độ này phơm tàn dày, cái này về cô chú anh chị mình á, mình kê mình lấy bo, rất là nhiều bo luôn nha. Cái này là tông một cốt luôn, đế này đế sổ. Hoành nhỏ mà được bộ đế rất là quái luôn. Độ sổ nó là 40 luôn. Tông một cốt nha cô chú anh chị. Rồi mã số 20 cao 1m2, tán ngang 1m, hoành 21. Mã số 20 này em cũng xin giao lưu là 700.000. 700.000 là giá bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 21 cũng là một cây Ấn Độ luôn. Ấn Độ đổi màu hả cô chú anh chị. Này cũng là tông một cốt. Mặt hoa của nó nè. Cây này còn đen đúc nữa ha. Chưa gỗ nữa. Phơm tàn thì rất là dày đặc luôn. Đế nè. Đế gốc này rất là già, nó lên móc hết rồi. Cũ rất là đặc luôn nha cô chú anh chị. Này cũng tông một cốt luôn ha. Cao 1m2, tán ngang 1m, hoành 19. Mã số 21 này em cũng xin giao lưu là 700.000. 700.000 giá em cũng bao ship toàn quốc luôn. Khi ship thì em ship luôn cả chậu. Cháy thì em bao sống cho cô chú anh chị mình trong vòng 2 tháng ha. Tiếp theo mã số 22 cũng là một cây giấy Ấn Độ luôn. Phơm tàn rất là dày. Mặt hoa này thì đang chuẩn bị đổi màu ha cô chú anh chị. Chuẩn bị đổ qua hồng ha. Cây rất là xum xê tàn. Đế cũng rất là quái luôn. Đế rất sạch. Rồi mã số 22 cao 1m2, tới ngang 1m1, hoành 18. Mã số 22 này 700.000. 700.000 này giá em cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 23 là một cây giấy Đại Phúc. Tông một cốt lùng lực luôn. Đại Phúc. Mặt hoa Đại Phúc thì cũng rất là đẹp hả cô chú anh chị. Hoa cánh nó cũng to ha. Đại Phúc này chơi rất là bông, rất là lâu tàn. Cây này mình lấy về ghép bo cũng rất nhiều bo. Đế này đế sổ luôn. Đế sổ đế rất sạch. Cao 90, ngang 85, hoành 19, mã số 23 600.000. 600.000 là giá em bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 24. Cây này rất là đẹp nha. Cây này cây tím bướm nha cô chú anh chị. Dáng bonsai ha. Cây này là phơm tàn tự nhiên, em chưa có vu dây. Về cô chú anh chị mình vu dây thêm giúp em ha. Nụ hoa nè. Mặt hoa tím bướm lên thì rất là đẹp luôn. Phơm tàn tròn đều ha. Củ đế này cũng rất là lực luôn. Đế này là có lỗ nhỏ là chóc da từ nhỏ ha. Nhưng thân này rất là cứng. Có lỗ nhỏ ha. Gốc rất là lực nha.
Rồi mã số 24 này, cao 85, ngang 70, hoành 30. Mã số 24 em cũng xin giao lưu là 800.000. Giá này giá em bao ship toàn quốc. Cây này về mình dư dây rất là đẹp luôn. Tiếp theo mã số 25, 24, 25 em được một cặp luôn nha cô chú anh chị. Cái này cũng là tím bướm gốc bonsai luôn. Cây này em cũng chưa vô dây luôn, phơm tàn tự nhiên. Nụ nè, tím bướm này thường rất là xiên bông luôn. Đế này đế sổ luôn nha, gốc này gốc lùng lực. Độ sổ của nó là 36. Em đo cái củ. Củ ở đây là 41 ha. Cây củ đế rất là đặc luôn. Củ đế này không có hẻo vết gì hết nha cô chú anh chị. Củ rất là sạch luôn. Rồi mã số 25 này cao 70, ngang 70, hoành 23. Mã số 25 này cũng 800.000 luôn. Giá này giá em bao ship toàn quốc. Tiếp theo mã số 26 cũng là một gốc dím Mỹ ghép dưới là cẩm thạch tím siêu bông ha. Cây này cũng dán bonsai luôn. Cây này đã em vô dây định hình rồi ha. Này được 3 mâm. Cây rất là đẹp. Củ đế cũng rất là sạch luôn nha cô chú anh chị. Đế này đế sổ luôn ha. Độ sổ của nó cũng tầm 30 luôn. Cây này về mình sang qua chỗ kiểu mình nâng thêm giúp em ha. Đế là hoàn toàn không có hẻo vết gì hết. Rồi mã số 26 này cao 90. Cái mâm ngang như thế này là mâm ngang là 45. Hoành là 23. Mã số 26 850.000. Giá này giá em cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 27 là một cây hai màu lửa. Phơm tàn rất là xum xê luôn. Bông này là chưa có nở gỗ nha cô chú anh chị, nó mới làm búp thôi. Cây mày mà gỗ bông cái là kín cây luôn. Màu đỏ lửa nè với màu tím lửa ha. Rất là đẹp. Rồi cao 1m1, tới ngang 1m2, hoành 21. Củ đế rất là sạch luôn ha. Củ đế đặc nha. Này về mình nâng chậu lên ha, sang chậu á, mình nâng đế lên. Rồi mã số 27 hoành 21, mã số 27 em xin giao lưu là 650.000. Giá này giá em cũng bao ship toàn quốc luôn. Kêu chị Nhi cột tóc nữa đi. Tiếp theo mã số 28. Mã số 28 cũng là một cây cẩm thạch tím bonsai. Cây này dáng mini nha cô chú anh chị. Mặt hoa của nó hơi rất là siêu bông luôn. Củ đế nè, đế rất là quái nha. Ở chỗ này thì có cái lỗi nhỏ ha, không sao, đã được xử lý rồi nha cô chú anh chị. Rồi mã số 28 cao 60, ngang 60, hoành 18. Mã số 28 này cũng 300.000. 300.000 là giá cũng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo mã số 29 là một cây đại phúc trắng. Gốc thì gốc với Mỹ ha. Đây mặt hoa đại phúc thì trắng này là trắng xanh nha cô chú anh chị. Nó đang lên bức nụ nè. Rồi keo 1m, ngang 75, hoành của nó là 16. Cây rất là già cây rồi. Cây này về mình sang chậu, chân rất là đẹp luôn. Rồi mã số 29 cũng là cuối clip ạ. Trong clip đợt này rất mong được sự ủng hộ từ cô chú anh chị ha. Hẹn cô chú anh chị vào clip đợt sau ạ.